Xin chào các bạn. Hôm nay là hành trình của mình để đến tiệm Chanel ở thủ đô Brussels của Bỉ để mua hai chiếc kẹp tóc Chanel siêu xinh đẹp. Mình đã quá vui và phấn khích bởi vì mẫu kẹp tóc này quá ư là đẹp. Từ lúc mình nhìn thấy hình của chiếc kẹp này trong show diễn nhá hàng của họ là mình đã điên đảo tâm hồn, ngóng chờ cho đến ngày ra mắt của chiếc kẹp này. Cũng có những thương hiệu khác như Dior, Gucci, vân vân, có những chiếc kẹp, nhưng chỉ có kiểu kẹp tóc này là làm mình thích, thật là thích. Giá của chiếc kẹp này là khoảng 20 triệu đồng, khá là đắt cho một chiếc kẹp, nhưng vì thiết kế quá đẹp nên mình quyết định mua 2 cây luôn. Vì Chanel sản xuất mỗi mẫu với số lượng hạn chế, nên đằng sau mỗi món đồ không chỉ là giá tiền, mà còn nhiều câu chuyện về quãng đường đi mua và về thái độ của người bán. Tiếp xúc với nhiều người bán hàng xa xỉ, thì mình thấy chưa chắc khách hàng là thượng đế đâu. Vì họ biết được sự khao khát của người châu Á để sở hữu món hàng hiệu phiên bản giới hạn. Mà đặc biệt là khi đến châu Âu thì mua hàng cảm thấy an tâm về chất lượng. Cho nên người bán nhiều khi họ cũng thái độ lắm. Lúc chiếc kẹp này ra mắt thì mình đang sống ở trung tâm thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Chỉ cách store của Chanel có hơn 100 mét đi bộ, nhưng họ không có hàng. Mình thuê người đi mua hộ ở hai tiệm ở Paris, nhưng cũng không mua được. Nên mình phải đi sang Bỉ. Mất 6 tiếng trên xe đi và về. Nhưng quan trọng là mình cũng không biết có mua được hàng hay không. Vì có hiện tượng ở Hà Lan là mình gọi điện trước thì trung tâm dịch vụ khách hàng của họ báo là có hàng. Nhưng khi đến store thì mình đến những 3 lần nhưng không hề có hàng. Có lẽ là những nhân viên bán hàng đã trữ hàng lên cho khách quen của họ dặn trước. Nên trên máy tính thể hiện là có hàng, nhưng khi đến tiệm thì lại không có hàng. Nhưng bởi vì quá yêu thích mẫu này, cho nên mình cứ bỏ công ra đi sang Bỉ, dù cho chưa chắc là có mua được hay không. Đây là kiểu kẹp tóc được tạo hình chữ Chanel, được đính những viên ngọc trai và pha lê lấp lánh. Kiểu dáng kẹp tóc tinh tế nhưng rất sang chảnh và quý phái. Phụ nữ là vậy đó các bạn. Không chỉ muốn mặc đồ đẹp, mặc xinh mà còn muốn tô điểm nhẹ cho mái tóc thì đây là món phụ kiện hoàn hảo. Chiếc kẹp tóc này sẽ giúp cho một mái tóc dù cột nhẹ hay thả lơi đều trở nên sang trọng, điệu đà và quyến rũ trong bất kỳ trang phục nào. Chiếc kẹp tóc này khi ra mắt đã cháy hàng trên mọi mặt trận, nên mình đã phải tìm qua 3 nước là Hà Lan, Pháp, Bỉ thì mới mua được. Những tín đồ của Chanel như mình có lẽ cũng có chung cảm giác là xài hàng hiệu nhưng không phải xài hàng là vì cái hiệu. Bởi vì có rất nhiều hiệu trên thị trường, nhưng không phải hiệu nào cũng làm bạn hài lòng, mà xài hàng hiệu là vì chất lượng. Cầm thì sướng tay, còn thiết kế thì quá đi vào lòng người, nhìn là mê liền luôn. Đồ hiệu như Chanel luôn đáp ứng yêu cầu của mình về chất lượng và thiết kế của món đồ mà mình cần dùng, mà những hiệu khác khó làm được. Cho nên mình mới mê nó đến như vậy. Mình kết thúc clip này ở đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các clip khác.